What can I use to show her? Mình phải sử dụng cái gì à? Để chỉ rằng cho cô ấy là đã là điều có thể à? Khi cái thùng này nó đã không ở cái vị trí đấy á. Chắc mình sẽ đưa ra cái kính ấy vào nhỉ. Cái gì nhỉ? À đúng rồi, không phải kính mà là cái gì nhỉ? Đây này, cái lịch trình là đi bơm xăng ở chỗ Zenfa này. Thế là cái máy bay của anh đã dừng lại ở để tiếp nhiên liệu ở nước Cộng hòa Zenfa sao? Phải, cái máy bay nào đã dừng trong một khoảng thời gian ngắn á ở Zenfa để tiếp nhiên liệu. Nhưng mà đấy không phải là cái lý do duy nhất à. Mà tôi muốn nói về cái kiểu như là cái hàng hóa được sắp xếp ở trong cái kho này à. Đó. That was the only. Là trên thực tế là họ còn đã lên cái kho hàng này để họ vận chuyển một số cái hàng hóa nữa. Và nếu mà cái thùng đấy cái thùng chúng ta đang nói á, nó đã được vận chuyển lên cái máy bay vào thời điểm đó thì sao? To further prove my point. To further. Là hãy để tôi chứng minh thêm à. Hãy nhìn vào what in next. Là cái gì mà nó ở cạnh cái thùng mà chúng ta đang nói đến á. Nó sẽ là cái kính này. À, nó đã ghi là cái hàng hóa từ Zenfa. Nên là Bojinia đến Mỹ này. À, đúng. Nên là điều này chỉ ra là những cái hàng hóa đấy đã được chất lên trên máy bay à? Từ Zenfa. Hàng hóa từ Zenfa này. Bây giờ thì nếu mà cái thùng mà chúng ta đang nói đến á, đã được khuân vào cái vị trí đấy ở trong cái thời điểm đấy thì sao? Điều này cũng có nghĩa rằng là cái thùng nó đã không ở đấy á. Nó đã không ở trong kho hàng trong cái quá trình mà đó during the Europe Zenfa đã không có ở trong cái quá trong cái hành trình mà đi từ châu Âu đến Zenfa. Ok, nó lại nói lại cho chúng ta biết rõ hơn ấy. Making a clear road from which could be fallen hit dead in time. Nên là điều này chỉ ra rằng là cái vị trí ấy nó đã hoàn toàn trống á. Và việc mà đặc vụ Hick ấy, đã có thể rơi trên cầu thang kia xuống và chết thì là hoàn toàn xảy ra. À, nhưng mà cái giả thuyết của anh thì vẫn còn hơi bị kiểu mơ hồ đấy á. Thế thì hãy cho phép tôi được cái cơ hội để tôi chứng minh được là cái tính xác thực về cái giả thuyết của tôi à. My first order of business would be cái mà mình làm đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái kho hàng đấy á. À đâu, cái thùng hàng đấy á. Thế nên mình sẽ đi điều tra tiếp. Là mình chưa. Nên là cái phần này chúng ta chỉ điều tra là chính. Nên là mình xem có cái gì hơn. Nên mình kiểm tra cái chỗ này luôn. What's up? Đây thực sự là một cái khối hàng rất là lớn á. Nó được là nó có cái tag ở bên đấy sơ à. Hãy xem nào. À, Alip Red à? Cái tượng của Alip à? Tôi chưa bao giờ nghe cái này. Tôi cũng chưa bao giờ nghe, nhưng mà tất cả những cái gì chúng ta quan tâm là chúng ta đến đây để chứng minh cái thời gian của vụ án mà. Nên hãy điều tra thôi. Sơ. La Blaine này. Ông kia lại bắt đầu à? No. Hàng của tôi. Hãy nhìn vào đây. Anh không được có quyền để chạm vào cái hàng của tôi mà không được sự cho phép của tôi. Ếch. Đừng có như, tự nhiên nhảy vào như thế phao. Thế là cái này thuộc về ông La Brand sao à? I should see what else I can. Mình sẽ xem là mình có thể tìm đó. Là mình sẽ xem mình có thể có cái thông tin gì từ ông ấy á. Nên là từ từ mình hỏi ông ấy. Mình sẽ hỏi ông này.
cái hàng của ông Lavalin này. I take that. Thế tôi đoán là cái hàng này là nó thuộc về ông đúng không? Ông không ở đâu cái hàng cái thùng hàng lớn ấy. Nó thuộc về ông đúng không? Ông Lavalin này. Tất nhiên đó là của tôi rồi. Tôi đã vận chuyển là những cái đồ xịn nhất. Đồ nghệ thuật xịn nhất từ châu Âu đến mà. Và đây là cái bức tượng của là Alipred. Nó trị giá là 10.000 10 triệu sen à. 10 triệu xu là bao nhiêu nhỉ? Là hình như là 1 triệu đô la thôi nhỉ. Đó. Là 100.000 đô la đúng không? Là chúng ta chia cho 1.000 mà. Không phải nhỉ? Chia 100 chứ. Đúng không? Chia 100 là 100.000 đô. À, không, nó còn nhiều hơn như thế. À, ông cái lý do của ông LeBlanc à. Đã chọn cái máy bay này chắc chắn là bởi vì có cái khoang hàng rất là lớn á. 10 triệu sen à. Tôi đề xuất là anh hãy đừng có đứng đó á. Và anh và anh tính toán xem là cái số tiền đấy có thể đổi được bao nhiêu cái mì gói anh thám tử. Damn. Làm sao mà anh lại biết là cái gì mà tôi đang nghĩ. Tôi cảm thấy được là anh ngày càng trở nên giỏi hơn trong việc và đọc được cái gì mà tôi đang nghĩ. So I grow with it. It evolution of planet around the sun. Cho dù là càng ngày mình càng đâu, cái trí não mình càng phát triển lại, càng tiến hóa ra. I have distinct expression to continue madly spin in play. Cái gì? He continue madly spin in his play à? Này anh Edward à? Thế thì về cái vấn đề mà 10 triệu xu ấy thì nó đấy là cái xu của châu Âu hay là xu của đô la Mỹ nhỉ? Liệu cái vấn đề đấy thì nó có quan trọng gì trong vụ án hay không ạ? Ông LeBlanc à? Nên là đã có một khả năng là cái hàng của ông thì nó liên quan đến cái vụ giết người này. Nên là tôi đã không biết là liệu ông có thể cho phép chúng tôi kiểm tra nó một chút nó kỹ hơn một chút được không ạ? Đó là một cái đồ vật rất là có giá trị là đối với tôi ạ. Nên là hoàn toàn là anh không thể nào chạm được. Chỉ thế thôi á. Mình kiểm tra xem có cái lô tiếp. Valuable smuggling. Agent Hick was on the trail of international smuggling. Ông LeBlanc nói rằng là đã mua một cái đồ nghệ thuật từ châu Âu à? Hay là mình kết nối hai cái này với nhau nhỉ? Chắc chắn là mình nhầm rồi. Nếu mà ông LeBlanc này thực sự là có một cái liên quan gì đến cái kiểu những cái phi vụ buôn lậu à? Thì có khả năng là cái bức tượng fake này à, nó đã được mang lên trên khoang hàng à, mà ở Genfa. Mình nghĩ là mình cần phải hỏi ông ấy thêm một chút. Nên là cái bức tượng fake à? Là về cái bức tượng của ông thì ông LeBlanc à? Tôi không biết là liệu nó có thể là hàng giả không à? What? Làm sao anh dám nói là cái đồ tuyệt tác của tôi, cái đồ nghệ thuật của tôi là hàng giả được? Tôi chỉ nghi ngờ về cái bức tượng của ông thôi à? Là cái bức tượng đấy cũng có thể là cái mục tiêu à? Của những cái tổ chức buôn lậu ở trên thế giới ấy. Đừng, tôi xin anh đừng có nói những cái điều ảo tưởng đấy á. Là những cái bọn trộm đấy không dám động vào cái hàng của tôi đâu. Tôi đã có giấy xác nhận à, của cái hàng của tôi à, ở ngay đây à. Ý của ông là cái tài liệu để xác thực cái khoang hàng sao à? Đâu, cái tài liệu xác thực về cái hàng của ông sao à? Mr. Zing LeBlanc à? Ông Zing LeBlanc à? Là tại sao ông lại không nói cái điều này sớm hết à? Xin ông hãy đưa cho chúng tôi xem luôn đi. I fly airway bill này.
I can't read. Là mình không, là tôi không thể đọc được cái này à? Thế nó nói cái gì vậy? Nó nói rằng nó nói rất rõ ở đây là cái khoang hàng này à. Đâu, cái hàng này đã được đặt lên cái máy bay ở châu Âu. Đấy, và bây giờ anh thấy rồi đúng không? Anh may đã hứa à? Thật là quá tệ đối với anh à. Trên thực tế là cái bức tượng đã được mang lên à, ở cái chỗ xuất phát là ở châu Âu à. Và ông ấy còn có được cả cái tài liệu để xác minh về cái vấn đề đấy. Không, đó thì đó là điều này chỉ ra rằng là đã không có bất kỳ một cái thời gian nào mà anh nghi ngờ là cái bức tượng này nó đã không có ở đấy cả. Cái tài liệu xác nhận của Alipred. Bây giờ không biết nói cái gì. Tôi rất là tôn trọng về những cái điều mà đâu. Tôi tôn trọng về những cái điều bất động đồng của chúng ta. Chúng ta đã không thể loại bỏ được cái khả năng à. Cho đến khi mà chúng ta chính thức nhìn thấy cái bức tượng này à. Thế thì là nếu mà anh thích thế thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện à. Hãy tự nhìn đi xem à. Xem tôi có đúng không à. Zit. I know I... Là cái này là tôi cảm thấy là tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Đây là cái bức tượng Alip sao? Nó... ok. Khi mà tôi nhìn thấy nó thì tôi có cảm giác gì là một cái... kiểu là mùi của nghệ thuật. Tôi về cơ bản là tôi có thể cảm thấy là ngửi được nó rất là rõ. Cái bức tượng này là... có một cái giá trị lịch sử rất là lớn đấy. Là sau khi nó đã được trưng bày à, và nó được công bố ở bảo tàng ở châu Âu à, tôi đã mua ngay nó để chuyển đến cái quốc gia này à, để mà trưng bày à. Bức tượng của Alip này. Mình đảm bảo là mình phải kiểm tra kỹ vào cái bức tượng này xem để mình có cái gì không. Nhìn con này nhìn kinh. Thế là đây là cái bức tượng kiểu như là bất hảo à? Kiểu là infamous ấy. Alip Red Status. Thế nó là cái gì vậy anh Edward à? Anh có tìm thấy cái gì không à? Có một cái gì nó không ổn về cái kiểu cái bức ảnh này à? Là chúng ta phải cần kiểm tra kỹ hơn à? Nên là từ từ mình sẽ deduction. Từ từ để mà trước thời gian mình để mình xem. Nên hình như là cái này là cái bức tượng ở trong này. Nên là cái mà nó không ổn là cái hình như là cái mắt này. Deduction. Bởi vì là chúng ta có cái bức tượng là anh chụp ấy. Liệu cái điểm này nó có gì hay không thì mình phải chỉ ra. Mình phải chỉ ra cái này. Eureka. Cái đôi mắt này là nó có vẻ như là cái màu rất là cam đúng không à? Phải, nó rất đẹp đúng không? Phải, nó thực sự rất đẹp à? Nó làm tôi nhớ lại những cái buổi hoàng hôn à. Khi mà tôi còn đi học à. Tôi không nghĩ là anh hiểu ý của tôi đang nói cái gì đâu. Không thì tôi không rõ. But it really... Nhưng mà nó thực sự giống cái màu của mặt trời à? Là giống cái màu của mặt trời khi mà nó lặn đáy sơ. Những cái ký ức. Phải. Tôi nhớ rằng là tôi đang đứng ở trên cái cánh đồng à. And spinning with my arm out until I fell ill à? Và xoay à? Đó. Được, tôi đứng ở cái cánh đồng và tôi xoay tròn à? Là tôi giang tay ra tôi xoay tròn cho đến khi mà tôi chóng mặt tôi ngất xỉu à? Tôi không quan tâm về những cái kỷ niệm của anh và tôi không quan tâm về những cái cảnh hoàng hôn à? Hãy tập trung vào thám tử ạ. À, cái màu mắt ở trong cái bức ảnh này là cái gì? Nó là màu đỏ. Đúng là như tôi đã nghĩ, cái bức tượng này là hàng fake. Và ông là Blair. Ông này mà không biết à, cậu muốn cái gì? Cậu không biết là tôi đang là một người rất là bận rộn sao? Tôi sẽ cho cậu 2 giây để cho cái câu trả lời cậu. Cái Alice Red à? Tôi đoán là đây là cái vật được coi như là cái niềm tự hào và cái niềm vui của ông đúng không ạ? Phải, đây là một cái coi đây là gì à? Cái bức tượng này có thể coi là một cái cúp to to nhất của tôi à, trong cái chuyến đi du ngoạn ở bên châu Âu của mình.
Do you know why I... Liệu anh có biết là tại sao mà tôi thực sự muốn sở hữu cái bức tượng này không ạ? Either triggers cái gì? Cái việc đấy nó đã xảy ra 17 năm trước à? Tôi nên nghĩ là anh nên lấy một cái ghế đi, sơ à? Nó có vẻ như đây là một câu chuyện rất là dài đấy. Ông Labren à, tôi thực sự rất là hối tiếc phải chỉ cho ông rằng là tuy rằng là tôi có được tôi thực sự cảm thông với ông à, tuy nhiên à, là tuy nhiên cái gì, cảm thông sao, cảm thông với cho cái gì là ông thấy đấy á, là tôi muốn ông so sánh hai cái mắt của này xem à. The leg fellow, they have very bright and pretty eyes compared to you. Là cái chàng trai trai kia nó đã là anh ấy có một cái đôi mắt rất là sáng á, và đôi mắt rất là đẹp so với anh à. Là tôi không đang nói về hai chúng tôi, ý của tôi là cái đôi mắt của bức tượng, cái bức tượng ở ngay trước mặt của chúng ta với cái bức tượng ở trong ảnh này cơ. Tại sao anh lại hét lên như vậy? Thế thì bây giờ đây là cái bức tượng chụp cái pho tượng nó đã được trưng bày ở bảo tàng ở bên châu Âu. Ông này còn không biết. Bây giờ ông thấy không, ông Lebrun này, cái bức tượng đứng trước đâu? Cái bức tượng đứng trước chúng ta trên thực tế là bức tượng hàn phách. Ê, phách sao? Hàng nhái. Tôi tin rằng khi mà chúng ta kiểm tra kỹ thì chúng ta sẽ biết được nhiều thông tin hơn à. Và chúng ta sẽ biết được là cái gì mà nó ở trong cái bức tượng hàng phách này à. There must be some sort of proof. Nó chắc chắn phải có một cái bằng chứng nào chỉ ra rằng là cái bức tượng này nó đã mang lên cái khoang hành lý từ nước Cộng hòa Genfa. Và tôi sẽ đưa cho ông cái bằng chứng đó. Nó là cái bằng chứng nó loại bỏ là tất cả những cái mâu thuẫn còn lại của chúng ta này. Nên là mình sẽ deduction là từ từ mình sẽ kéo xuống. Nên là nó sẽ... từ hình như là nó ở trên cái này. Deduction. Is it some sort of somehow connected? Nên là từ từ... là mình sẽ đưa ra là cái hàng của Zenfa này. Eureka! Nên đã có một cái điều mâu thuẫn rất là lớn ở đây. Anh đang nói cái gì vậy? Nó chỉ là một cái vỏ của cái hàng à? Đó, cái kiểu như là cái phủ hàng à? Nó bị kẹt ở dưới một cái hàng khác thôi mà. À, liệu không thể nào? Nhưng mà đó là vậy đấy á. Nó là như vậy à? Nhưng mà trên thực tế là cái bức tượng nó đã đè lên cái khăn đấy á, hoặc là cái miếng vải đấy á. Bởi vì là bởi vì khi chúng ta biết được là cái thùng hàng bên cạnh trên thực tế đã mang lên trên cái kho hàng này từ Genfa. Nên là không thể nào mà đâu, không thể nào mà cái kiểu như cái miếng vải đấy á, lại có thể bị đè lên à, từ một cái hàng nó mang từ châu Âu lên chẳng hạn à. Điều này chỉ ra là cái bức tượng này hoàn toàn là hàng fake à, và nó đã được lấy lên từ nước Cộng hòa Genfa. Nhưng mà về cái tờ giấy ấy, để xác minh là hàng xịn thì sao? Let me ask in the return. Hãy để tôi hỏi là cô lại. Thế thì cái trách nhiệm của anh Hick ở đây là để làm gì nhỉ? Hoặc là cái đặc vụ Hick để làm gì? Tại sao anh ta lại phải mất công để đi xuống tận ở dưới cái kho hàng này trong khi mà anh ta đang bay? Chỉ có một cái lý do duy nhất là tại sao thôi ạ? Là để có được cái bằng chứng là cái hoạt động buôn lậu nó đã xảy ra ở trên cái máy bay này. Thế là anh lại nói là đó là anh thì muốn nói thế, nhưng mà tôi không thể tin à. I don't believe he have to do what that. Nhưng mà tôi không tin là anh ta đã làm thế ở giữa cái buổi bay à.
là anh ta đã có thể hoàn toàn kiểm tra tất cả những cái hàng hóa sau khi cái máy bay mà là cái sau khi cái máy bay đã hạ cánh mà. Đó có thể là sự thật, tuy nhiên là có vẻ như là cô đã bị cô đã suy nghĩ hơi ngược rồi, Francisca. Chắc chắn là đặc vụ hết kìa. Là hoàn toàn có thể đợi cho đến khi sau khi máy bay đã hạ cánh á. Nhưng mà anh ta đã có cái lý do để đi xuống cái kho hàng này. Suppose he have to file the fake at the airport. Suppose he have filed the fake. It should be after the web wrap have occurred. Tôi đoán là anh ta đã tìm được là cái hàng fake ở ở sân bay à. It would be the wrap have occurred. À đâu, nếu mà anh ta tìm được cái hàng fake ở sân bay à, thì là mọi chuyện đã xong rồi à. Trong khoảng thời gian đấy á. À, có nghĩa là nếu mà tìm được cái hàng fake ở sân bay ấy thì là tất cả cái nghi vấn thì lẽ đương nhiên là sẽ bị đổ hết cho cái chủ của pho tượng. Who would have no way to làm là và ông ấy thì sẽ không có cách nào để chứng minh được là cái pho tượng trên thực tế đã bị hoán đổi à, mà ông ấy không hề biết. Điều này chỉ ra rằng là đã có một ai đó liên quan đến việc giả mạo hoặc là chỉnh sửa cái giấy tờ của cái hàng hóa này. Ui, nó lại có thêm một cái Alipress certification. Điều tra xong. I guess the victim knew. Tôi đoán là nạn nhân đã biết được victim knew the real version of it. Còn nên tôi đoán là anh nạn nhân à đã thực sự biết được là cái phiên bản thực sự của cái tượng này nó đã bị lấy trộm đúng không? Phải, trong khi cái bức ảnh này có vẻ như là nó không có gì ngoài chỉ là một cái bức ảnh lưu niệm cả. Nhưng mà trên thực tế là anh ta đã chụp cái bức ảnh này để đóng vai trò là một cái kiểu như là cái ảnh mẫu để kiểm tra cái tài liệu sau đó. Và sau đó là đặc vụ Hick đã có được cái bằng chứng xác thực của mình à, là cái bức tượng nó đã bị lấy trộm hoặc là đã bị hoán đổi à. Và anh ta đã đi xuống đây à để chụp cái bức ảnh trong cái khoang hàng à. A rather empty one as that right before the fix. Và trong cái thời điểm đấy thì cái chỗ này thì hoàn toàn là một cái khoảng trống á, trước khi mà cái bức tượng giả mạo đã được đưa lên trên khoang này à. The photo of how missing value would be been proved. Một cái bức ảnh mà nó chỉ ra rằng là cái bức tượng nó biến mất à, ở trong giữa chuyến bay à, thì sẽ hoàn toàn đủ để chứng minh được cái việc điều tra của anh ấy. After all, CMM. We have held the Genfa and arrest the smuggler. After all, we have to do hold the Genfa. Và cuối cùng là ở trong cái thời điểm đấy là anh ta hoàn toàn có thể là đã xuất hiện để giữ cái hàng hóa được vận chuyển đó. Đúng không? Anh ta đã xuất hiện ở thời điểm đấy á, để giữ cái hàng kiểu cái gói hàng từ Genfa cộng với cả cái phi hành đoàn à, cái người phi hành đoàn đấy và bắt luôn những cái tên buôn lậu à. Chính xác. Nên là về cơ bản là thằng này nó phải hành động lúc mà ngay giữa cái chạm dừng ấy để nó có được cái bằng chứng là hàng nó đã bị cháo và có được cái cơ hội để bắt tận tay luôn chẳng hạn. Chính xác. Đây là tất cả cái này nó để chứng minh cái giả thuyết của tôi. Nếu mà cái bức tượng nó đã không ở trong cái kho hàng, trong cái during the Europe Genfa, trong cái quá trình đó, trong cái chuyến bay à, từ châu Âu đến Genfa,
There would be enough high firm. Thì điều này đã có thể có đủ cái khoảng không để mà đặc vụ hết có thể rơi từ cái cầu thang để xuống mà chết. Officer, dị quá. Hãy di chuyển cái bức tượng đấy ngay cho tôi. Tôi muốn kiểm tra mà kỹ là cái sàn ở đằng sau cái bức tượng đấy. Ngay bây giờ. Cô Volker mà. Tôi đã chuẩn bị cái bản báo cáo của tôi rồi. Mà đâu, tôi chuẩn bị cái bản báo cáo mà tôi đã tìm được. Hãy làm đi. After moving sau khi di chuyển cái bức tượng Aplip Red ra ngoài chúng tôi đã kiểm tra cái khu vực sử dụng cái hợp chất là Luminous của chúng tôi nên có vẻ như là nó đã có phản ứng. Tôi thấy rồi nó là cái vùng này nó đã phản ứng với cái chất là Luminous và nó chỉ ra là nó đã có vết máu ở cái vùng đấy. Can we stop looking at it, sir? Liệu chúng ta có thể đừng có nhìn vào đấy không, sir? Sao mình chơi ở mấy cái vụ trước là anh Gamsu đâu có sợ máu đó nhỉ? It would seem that my deduction có vẻ như là tất cả những cái gì tôi suy đoán là hoàn toàn đúng. Tôi đoán là có vẻ là như vậy. Cái giết người mình chơi là cái thủ phạm đã dọn cái dấu máu rất là kỹ. And how do you think the killer? Và anh nghĩ là cái kẻ giết người đã dọn cái dấu máu đấy bằng cách nào? Làm sao mà cái kẻ giết người đã dọn cái dấu máu xác? Cái này lại dễ quá. Dọn bằng cái này, miếng vải này. Thách ra! Cái kẻ giết người đã sử dụng cái miếng vải có máu mà tôi đã tìm thấy được ở trong cái vali để dọn dẹp cái đống bừa bộn đấy. Tôi hiểu rồi. They have no need to clean up all the blood before the plane land in the Zenfa. They have a need. Nên là bọn chúng đã phải dọn dẹp hết cái đống máu trước khi cái máy bay mà nó đã hạ cánh xuống Zenfa. Phải. Bởi vì là nói một cách khác là cái khoang hàng would be destroyed during the layout. Thế là cái bức tượng này là nó không bao giờ nó được ship lên cái kho hàng Là cái bức tượng đúng không? Có nghĩa là cái bức tượng này là nó hình như nó chưa bao giờ nó được ship xuống kho hàng. Có nghĩa là nó sẽ ship cái kho hàng ở chỗ Zenfa. Because the other way would be destroyed it during the layover. Bởi vì nếu mà không làm thế thì cái thủy thủ mà là cái người thủy thủ chất hàng lên ấy thì sẽ phát hiện được ra cái vấn đề gì không ổn khi mà họ chất hàng lên à. Thế là mọi người đang nói rằng là cái vụ giết người đã xảy ra trước khi máy bay hạ cánh xuống Zenfa sao nên là đúng là cái bức tượng này nó chưa được chất lên chứ nó không phải là nó được đổi xuống cái Zenfa làm gì. Thế lúc đấy là mình nhầm. Cả cái kiểu như là cái kiện hải quan kia là nó đều là làm giả ấy hoặc là làm nhái ấy để nó chỉ ra rằng là đã có một cái kho hàng nó đã chất lên nhưng mà trên thực tế là nó chả có gì được chất lên cả gì. There no other conceivable timeline for the event of the murder. Có vẻ như là không có bất kỳ một cái sai lầm gì về cái khoảng thời gian của vụ giết người. Nhưng mà nếu mà đấy là sự thật thì nó đã chỉ ra là có một cái con người có một cái lời khai của một người là đã chỉ ra một cái sự nghi vấn trong cái lời khai của một người. Nếu mà cái vụ giết người xảy ra trước khi chúng ta hạ cánh xuống Zenfa thì cái người này là sẽ là cái người nghi phạm rất là lớn á. Cái lời khai của cô Miu này. Bởi vì là Miu là cái con Miu nó bảo là tôi đã nhìn thấy ông ấy lần cuối là ông ấy gọi cái ghế mà nó gọi đến phục vụ là chúng ta hãy nhớ lại cái lời khai của cô Miu về cái việc mà đặc vụ hích về đặc vụ hích trong việc mà khi mà chúng ta đâu khi mà chúng ta hạ cánh ở Zenfa đúng không? Tôi đã nhìn thấy anh Hick ngồi ở ghế của anh ấy lúc 5 giờ sáng
là cô ấy nói rằng là Đặc Vụ Hích vẫn còn sống ở trong cái thời điểm đấy á. Và khi đó là ông và anh ấy đã gọi sử dụng cái dịch vụ trên máy bay. Tuy nhiên là cái điều mà cô ta nói đây nó hoàn toàn đi ngược lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta biết. Sao? But why would she lie? Nhưng mà tại sao cô ta lại nói dối một điều như vậy? Tôi lại nghĩ là cái người duy nhất có thể trả lời được cái câu hỏi này, đấy là chính là cái cô Miu à? Thế bây giờ mình sẽ quay ra mình phải con kia. Ơ? Hết rồi à? Ok, vậy mình đã chơi xong cái phần số 3. Nên là cái phần này chúng ta chỉ điều tra và gần như chúng ta biết được cái sự thật rồi. Nên là cái đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ kết thúc nốt cái phần này. Nên là chúng ta sẽ đối mặt hoặc là đối chất với cả cái nhân vật mà chúng ta nghi vấn ấy, là cô tiếp viên hàng không. Ok, một lần nữa nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, hãy comment, hãy đăng ký nếu chưa đăng ký. Và một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã giúp mình làm được những cái nội dung hay như này trên channel mình. Và cảm ơn bạn Penguin trong ngay thời gian mình làm cái video này đã tài trợ cái channel của mình. Thế là các bạn nhớ rằng là những cái support của các bạn rất là quan trọng. Một cái support các bạn hoặc là một cái thành viên khi mà các bạn xem cái video này thì đóng vai trò là 5 đến 10.000 view ấy. Nên là từ đấy là mình sẽ không phải bao giờ phải lo về việc mà mình phải làm những cái video đâu. Mình tiếp tục có thể làm được những cái video hay như này mà ít người xem ấy. Thì mình có thể hoàn toàn loại bỏ được cái vấn đề đấy ấy, khi mà mình làm cái nội dung trên channel mình. Nên là hy vọng là các bạn có thể tiếp tục support, là các bạn thành viên ấy, có thể tiếp tục support cái channel mình để mình có thể làm được những cái nội dung hay như cái game này chẳng hạn. Còn nếu các bạn nào xem cái video này mà chưa phải thành viên thì hy vọng các bạn thì trở thành thành viên để các bạn xem tiếp được tất cả những cái tập khác của cái series mà My Edward Investigation ấy, hoặc là những cái game khác trong tương lai, hoặc là cái bộ tất cả những game của Phoenix Wright chẳng hạn. Là mình biết là vẫn có cái cách để các bạn xem hết cả cái series của mình ấy, nếu mà các bạn theo dõi đúng theo cái lịch trình mà mình up trên YouTube ấy. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu các bạn nào mà đã bỏ lỡ một số cái tập này thì cái cách duy nhất là các bạn có thể xem lại, đó là đăng ký cái thành viên thôi. Nên là mình cũng rất là đáng tiếc là mình phải làm thế, nhưng mà đấy là cái cách duy nhất để mình có thể tiếp tục có thể làm được những cái nội dung này trên channel mình. Nên là nếu mà bạn chưa phải thành viên, hy vọng các bạn thể trở thành thành viên support nội dung mình. Nên nói ngắn gọn là như thế. Ok, mình sẽ không quảng cáo nữa và mình sẽ kết thúc đây, rồi mình quay lại mình chơi cái phần 3. Nên là cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel.